Ừ, lần đầu tiên gặp đồng chí anh, mặt nó lương thiện thế này mà hả, bao nhiêu người ở trên TikTok thì cứ bảo nó là lươn. Cái thứ hai là gặp nó thì thường xuyên là mất đồ là thế nào nhỉ? Em thấy kìa, em lương thiện mà, chuẩn người tốt á. Vì sự tin tưởng của các anh thì hôm nay em xin phép được đi thủy chiến nước. Đấy, lâu nay anh em mình hiểu nhầm nó anh ạ. Ơ, cái điện thoại bóp anh đâu nhỉ? Ủa, cái điện thoại em đâu? Ôi, đâu nhờ, cái bóp nữa. Rồi xong. Lần này không thể tha chứ không kia anh được nữa. Anh em mình phải bóc phốt nó trên mạng xã hội mới được. Anh like cho em đi, em trả quảng cáo cho. Ok. Em không. Im. Mọi người, em lại chân dung kẻ. Không. Em có 30 triệu không? 30 triệu để thuê tín chạy quảng cáo anh. Mặc dù kia anh đang thực hiện hành vi trái pháp luật, tuy nhiên tính đến thời điểm này thì anh vẫn chưa có tội, bởi không ai được xem là có tội khi chưa có một bản án có hiệu lực của pháp luật. Do vậy trong trường hợp này, nếu như Hùng Bá tiếp tục thực hiện hành vi livestream Kỳ Anh lên mạng thì hoàn toàn có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội làm nhục người khác, với hình phạt là phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Đâu? Bọn em định livestream thể hiện tình cảm anh em, anh biết gia đình. Chuẩn luôn.